lâu 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 mày chết, mày chết, nó lâu nem nha, nem vẫn lại cho tôi nha. À, chưa anh em ơi, hàng tới 6 tháng 10 mới đi, hôm nay đi trên net 6 tháng 10 mới đi bootcamp bên hàng net, thật lạ nha, net mới mà, net net đi net là phải lạ chứ phải gaming house đâu. Mình ban này cho gần mình á, gần mình gặp mấy ông đánh gần yếu, gặp nearly nó out gần á, mình ban cho gần mình á để hạn chế out gần á. Lucian luôn, Lucian game. AD có nên bỏ một quay lính để ăn gồng đầu không? Không nhá. Đầu game một quay lính hơn gồng á. AD bỏ quay lính cút rồi. Quýnh hồi xíu AD 6 mình 4. Lên. Trời sắp nó hay nha, sắp nó hay nha. Sắp nó bóp AD luôn. Ghê vậy ta, gắt vậy. Không giết được rồi. Đi xin ơi, làm gì gấp quá vậy, nó chết chắc mà. Hey. No, no. Cúp rồi. Phát làm chi vậy? Bị bóp rồi. Cần bóp, sập bóp rồi. Đá stream sao ta? Không có mắt gì hết, lùi dữ kìa. Đá stream mà. Khó game khó. There's a chill on the wind. Có lên đơ xanh là win. Trời, 0-4-0-0-3-1. Sao không đai bot nữa nè, đi đâu vậy? Sub không đi đâu vậy trời. Sub kia mid, không chơi đai bot nên còn đi ra mid nữa chứ. Sợ này, dám chơi đờ tìm đờ hả? Đờ xanh mà dám chơi tìm đờ, láo thì đi. Trời, mình là anh em mà, red one, agam nè, kéo xuống gồng của nó agam nè. Thôi đừng ăn gồng chứ, đừng ăn sứ giả, ăn gồng chứ. Đừng đỡ mục tiêu của lộn với anh em, đang mạnh hơn mà. Trời ơi. À, anh em tôi di chuyển quá.
Trời ơi, team đánh rất là lạ nha. Tự nhiên mạnh hơn người ta, hơn CB người ta đi bỏ gồng chứ. Vãi lại vậy. Team rất là lạ lắm nha. Không hiểu. Không hiểu vì sao phải bỏ luôn. Sút đi rồi. Hay sao? Không lát, không lát, không lát. Lùi bà con, bà con, bà con, bà con. Muốn chiến thắng thì hãy mắc go, đừng dùng kỹ năng cá nhân nữa. Còn đây, bỏ về mid luôn. Cái đầu phong độ này mình cao, cái mình cái nhân thân nói mà qua mai phong độ mình thấp sao. Đây chu kỳ buồn của tụi tôi, của team tôi đó đó, chu kỳ buồn á. Chu kỳ cứ gồng ra, mục tiêu ra là chết. Xong rồi combat phải 4-5. Rồi bỏ gồng luôn đi. Trời. Thiệt luôn. Ôi trời ơi. Oh no. Sút là đẹp đó nhưng mà không có ai hết. Sút thì sút 3 đó. Tìm mình không có ai đó hết. Dạ 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 dạ. Đại Baron ra. Đánh Baron là win, đừng chết lẻ nữa please. Đại Baron ra là win hả? Đại Baron ra đi chung là win. Ok. Ok ok. Chạy ra con cua trước nè. Mấy pha này mình nhấp nhả thôi em ơi, mình đâm đầu lên nữa combo chết luôn á. Giáp cỏ, ta gọi là giáp cỏ đó. Né né chứ. Quý vị và các bạn ơi, không biết nào. À, sẽ giống pha này. À vậy lát đẩy tôi chết hết ta. Ê. Quỷ này mất lát chưa, tự nhiên nghe trước mặt đờ chứ không biết đờ lại đợi cơ hội hả, này e qua đường không được, tường này không qua được. Trời ơi e lên bản lĩnh không, e lên bản lĩnh thế nhờ, bản lĩnh thì đi. Hay gì nó highlight giờ đó. Oh no, có đấm không, có đấm không, có đấm không, bật không. Chào quá. Chào quá, quỷ giáp anh. Quỷ cái tim băng không có hit gun được á. Mình đánh mình không có lên tốc độ đánh, cầm tim băng giảm hết tốc độ đánh. Không có hit gun được. À đây mấy không lát, à đây mấy không lát. Khi mình chết thì mình báo thông tin chứ mình đừng có ngồi coi không. À phần này tụi tin phải còn nó giết hai thằng á, tụi tin. Phải còn làm được hay không thì không biết. Rồi không được rồi. Phải còn ơi đứng đây rồi, phải còn ơi go. À, bà con luôn, bỏ luôn, gồng 4 kệ nó. Gồng 4 nó chỉ mạnh khi cái đam mình ít thôi, chứ đam mình này gồng 4 nó hồi phục không có được. Kiểu cái đam mình đâm sốc á, nó thời gian nó hồi phục không kịp á, cho nên nó cũng không có tác dụng nhiều đâu. À, trâu dữ vậy. Không sao, ngoài Japan, gắm anh kia bắn chết lẹ lắm. Xong Japan nó còn trâu hơn Ghĩa Tông nhờ. Ảo ma thật đấy, thấy bắn Ghĩa Tông vô máu hơn Japan. Trời xe bắn rồi, để phải cọt nó bóc rồi. Chơi được, chơi được, chơi được.
Ok thôi. Lucian của đơ nó khác. Khác bỏ, nó khác bỏ. Lâu rồi không chơi dưỡng mượn nhờ. Không chơi dưỡng mượn nhờ. Em nhớ like subscribe kênh cho đó, nhớ mến em nhiều. Nhớ like subscribe kênh nhá.